kênh, subscribe, like hay share các video là các bạn đã giúp đỡ kênh rồi. Chân thành cảm ơn. Bây giờ chúng ta vào mục 1.5, một số công cụ quan trọng của Revit. Mục 1.5.1, không đủ thư viện sau khi cài đặt phần mềm. Thì trường hợp này cũng xảy ra thường xuyên đối với các phiên bản gần đây. Nếu các bạn cài cái bản Revit mà Education á, bản sinh viên á, thì nó sẽ không đủ cái thư viện và các bạn phải tiếp tục cài thêm cái bộ library của Autodesk dành cho Revit thì nó mới đủ thư viện được. Thì trong trường hợp các bạn cài không đủ thư viện và các bạn không muốn cài lại thì có cách khác nhanh hơn là các bạn tìm cái người nào đã có cái bộ thư viện này rồi. Các bạn chép nó về. Sau khi chép nó về thì các bạn vào OC và các bạn vào thư mục Program Data. Tôi nhắc lại là cái thư mục Program Data này là thư mục ẩn. Các bạn thấy nó mờ hơn những cái thư mục khác nè. Vậy thì trong Top View, nếu các bạn không có check Hidden Item, không có check vào cái này, thì các bạn sẽ không thấy thư mục Program Data. Còn các bạn check vào đây thì nó hiện lên cái thư mục cho mình. Bây giờ tôi bỏ check nè, tôi tắt cái file Flow, tôi mở lên lại. Bây giờ tôi vào OC. Các bạn thấy mình chỉ có cái program file thôi, mình không thấy cái program data đâu hết. Vậy thì mình vào top view, mình check vào hidden item thì nó mới xuất hiện cái thư mục program data ở đây. Bây giờ mình muốn cho nó cập nhật bên đây thì mình tắt nó đi, mình mở lại. Bây giờ các bạn vào OC lại, các bạn thấy program data nó xuất hiện lại đây nè. Các bạn vào thư mục program data, sau đó các bạn vào thư mục Autodesk, rồi tiếp tục các bạn tìm vào cái thư mục RVT 2025. Vậy thì khi các bạn không đủ thư viện như thế này thì các bạn xin của ai đó, các bạn chép nguyên cái thư mục RVT 2025 nè, rồi sau đó các bạn copy toàn bộ cái nội dung, các bạn chồng lên vị trí này. Vậy thì mình có đủ thư viện để mình xài. Bây giờ chúng ta qua mục 1.5.2, hiệu chỉnh đường dẫn trong file location. Khi làm việc theo BIM thì mình mở cái file này, mở cái file kia lên rất là nhiều. Cái đường dẫn của thư mục tầng bậc rất là dài. Cho nên là mình tạo những cái đường dẫn nhanh để mình vào cho nó nhanh, mình làm việc cho nó nhanh. Nên là khi các bạn new project thì đôi khi cái đường dẫn của template file mặc định nó để đây nó không đúng cho các bạn. Vậy thì mình phải hiệu chỉnh nha. Rồi bây giờ để hiệu chỉnh thì các bạn click vào File để xuất hiện Application Menu. Rồi các bạn click vào Option. Trong đây các bạn vào cái panel File Location. Trong cái mục File Location này, các bạn thấy cái panel trên đây là Project Template, có nghĩa là những cái file khuôn mẫu cho Project. Nó liệt kê sẵn ở đây cho mình. Thì khi các bạn click vào một cái Project Template bất kỳ thì các bạn thấy nút mũi tên màu xanh là di chuyển lên nè. Mũi tên màu xanh chỉ xuống là di chuyển xuống nè. Cộng là mình tạo thêm một cái đường dẫn mới, trừ là mình xóa cái đường dẫn cũ nè. Bây giờ chỗ dòng này là Imperial gì đó, mình không cần. Giả sử mình cần là Magic Template. Thì sau khi các bạn đánh cái tên vào đây, các bạn click vào cái phạt và cái đường dẫn bên này, các bạn thấy nó xuất hiện cái nút ba chấm nè. Đây mình đang ở Magic Template nè, mình click vào cái phạt đây, nút ba chấm, các bạn click vào nút ba chấm này. Rồi sau đó các bạn tìm vào cái thư mục RVT 2025, vào Template, đây là Magic Template của Project, cho nên mình vào English, các bạn chọn là Default Magic, rồi các bạn Open. Vậy thì sau này chúng ta click New Project, chúng ta có thể vào trực tiếp cái Magic Template này, hoặc là các bạn click vào một cái dấu cộng nữa, đăng thêm một cái đường dẫn. Mình làm bộ môn kết cấu cho nên mình chọn là Structural Analysis Default Metric, các bạn click Open thì nó xuất hiện thêm một cái đường dẫn là Structural Analysis Default Metric và đường dẫn nó gắn sẵn cho các bạn ở đây rồi. Bây giờ giả sử mình cần cái template này làm thường xuyên thì mình click chọn nó rồi mình di chuyển lên trên cùng. Sau khi di chuyển lên trên cùng thế này các bạn OK. Bây giờ các bạn File New Project thì các bạn thấy chỗ cái mục template trong hộp thoại New Project nó để cái Structural Analysis Default Metric trên đầu cho mình. Các bạn click vào mũi tên, các bạn muốn đổi thành cái template nào đó thì tùy mình. Ở các video trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn tạo cái template cho kết cấu riêng cho mình theo kiểu của Việt Nam. Vậy thì mình đổi cái đường dẫn vào cái template đó để sau này mình làm việc cho nó dễ. Các bạn click vào File, Option, rồi vào mục File Location. Sau đó các bạn chọn ES Template 2025 RVT nè, các bạn đánh vào cái dòng này. Bây giờ tôi đưa lên đầu, rồi các bạn click vào nút 3 chấm. Mình đi vào cái đường dẫn hồi nãy mình tạo. Trong thư mục BIM nè, rồi trong Resort nè, rồi trong Template nè, trong ES nè, trong 2025 nè, rồi Generic nè, chung chung nè. Đó là cái Template ES, Template 25, Generic. Các bạn click Open. Rồi sau đó các bạn OK. Vậy thì sau này các bạn New Project thì mặc định là nó hiện lên cái đường dẫn cái Template chung chung này cho mình. Còn nếu các bạn click vào Row thì các bạn đi tìm cái Template khác. Bây giờ các bạn vào lại Option. Tôi sang bước 8 ở trang 59. Trong cái File Location này, các bạn thấy có cái mục Default Path for Family Template File. Vậy thì cái chỗ này là cái đường dẫn khi các bạn new một cái Family. Các bạn click vào Browse.
Trong đây nó vào thư mục yến lịch sẵn cho mình rồi. Nếu không đúng thì các bạn tìm vào đường dẫn ổ C nè, RAM Data nè, Autodesk RVT 2025, Family rồi vào yến lịch. Vào tới thư mục này được rồi, không chọn cái file khác với New Project. Rồi vào thư mục yến lịch này, các bạn lấy Open. Rồi bây giờ tôi OK. Vậy thì sau này mỗi lần tôi đi File New Family là tôi tạo một cái Family mới. Các bạn thấy phần mềm tự động nhảy vào cái đường dẫn mà mình đã gắn ở bước 8. Nhảy vào đúng rồi đây để mình tìm cho nó nha. Tôi tắt nó đi. Tôi qua bước 10. Thì ở dưới cùng á, các bạn thấy có nút Place này. Các bạn click vào nút Place. Đây là cái đường dẫn mặc định, đường dẫn nhanh á. Mà khi chúng ta làm bất kỳ cái gì liên quan đến việc mở file, nó sẽ xuất hiện ở bên tay trái. Các bạn thấy có Metric Library và Imperial Library. Metric Library này các bạn click vào nút 3 chấm của nó. Nó đưa vào cái thư viện là English US đây, nó đúng đường dẫn rồi. Cái chỗ Imperial Library này nếu bạn không làm việc hệ in thì các bạn xóa nó đi cho nó bớt rắc rối. Đây, bây giờ tôi tắt nó kìa. Giả sử tôi làm bất kỳ cái thao tác nào liên quan tới file, tôi click Open. Các bạn thấy cái cột bên đây là cái đường dẫn nhanh nè, các bạn kéo xuống dưới cùng nè. Các bạn thấy Imperial Library nè. Các bạn click vào đây cái nó nhảy đúng cái thư mục mà hồi nãy cái đường dẫn mình tạo ở trong cái file location đó, hoặc là Metric Library nè. À, vậy thì những cái này các bạn có thể đè nó, các bạn kéo nó lên chưa? Kéo ở đâu đó tùy mình thích ha. Trở lại hộp thoại Option File Location, click vào Place. Giả sử các bạn muốn tạo thêm một cái đường dẫn, các bạn click vào dấu cộng, mình đặt tên nó là cái đồ án mình đang thực hiện là học David. Rồi các bạn click vào nút 3 chấm. Sau đó tìm vào cái thư mục chứa cái học Revit nè. Rồi các bạn click Open. Sau đó các bạn OK. Rồi OK. Bây giờ tôi click vào Open nha. Một thao tác bất kỳ thôi. Các bạn thấy cái thư mục học Revit nó xuất hiện ở đây. À, các bạn click vào nó, cái nó nhảy đúng vào cái đường dẫn hồi nãy mình dẫn nó đi. À, bây giờ có thể mình đem nó lên trên cùng. Cứ nắm nó kéo lên trên thôi. Giả sử mình làm việc với dự án này nhiều thì mình tạo đường dẫn nhanh ở đây. Mỗi lần mình làm cái gì đó thì mình mở cái này, click vào đây một cái thì nó nhảy đúng cái thư viện của mình, khỏi cần mò mò đi tìm nó lâu. Bây giờ giả sử như thế này, tôi click vào Open. Tôi vào cái thư mục của BIM nè, rồi vào Revit nè, vào Project nè, vào 2025 nè, học Revit nè, rồi vào Work in Progress nè, rồi vào bộ môn ES nè. Các bạn thấy mình đi nó quá dài, nó quá xa không? Đó, rất là nhiều thứ nè. Vậy thì mỗi lần mình đi tìm nó mệt đúng không? Thì cái cách tà đạo đơn giản nhanh nhất là mình muốn có đường dẫn nhanh của thư mục này. Các bạn nắm đè chuột trái, các bạn kéo nó quanh đây. À, thì sau này các bạn click vào đây cái nó nhảy đúng cái đường dẫn cho mình thôi. Ha. Thì nhớ là cái cách mà nhanh nhất là mình nắm đè đây, mình kéo qua đây, mình không cần phải vào hộp thoại Option. Rồi các bạn tắt nó đi. Thì khi tắt đi á, mà các bạn không làm gì hết á, thì nó hỏi có sale cái những cái thay đổi mà mình làm ở chỗ cái playlist này không. Đó là cái danh sách và những cái đường dẫn nhanh này nè, mình có sale nó lại hay không. Thì các bạn yes. Để lần sau khi các bạn click vào bất kỳ cái câu chuyện nào liên quan tới file đó, các bạn thấy nó còn lưu đây nè, các bạn click cái nó nhảy vô đúng cái vị trí mình cần. Để mua sách, các bạn vui lòng đọc hướng dẫn trong phần mô tả của video. Video này đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công. Chỉ cần đăng ký kênh, subscribe, like hay share các video là các bạn đã giúp đỡ kênh rồi. Chân thành cảm ơn.